Nên chúng ta cùng nhau đi nhắc lại các cái giá trị lượng giác mà lớp 10 chúng ta đã học. Thiền cái định nghĩa sin của một góc, cos của một góc, tan của một góc, cotan của một góc như thế nào? Đó, bây giờ chúng ta ôn lại. Cho một cái đường tròn lượng giác. Đường tròn lượng giác là đường tròn có bán kính bằng 1, có tâm trùng với góc tọa độ, có chiều quay, chiều dương là chiều ngược chiều kim đồng hồ. Góc của đường tròn lượng giác là tại A. Chúng ta lưu ý chỗ này. Rồi, với mỗi điểm M nằm trên đường tròn lượng giác thì chúng ta tìm được hoành độ của nó mà tung độ của nó. Giả sử trong cái minh họa này thì cái điểm M có tọa độ là 0,61, hoành độ là 0,61, tung độ là 0,79. Rồi. Để tìm hoành độ thì nó chiếu vuông góc vào trục hoành. Đấy nè. Để tìm tung độ thì ta chiếu vuông góc vào trục tung. Đây. Thì trên hình này hiển thị cái phần tung độ nó chính là cái phần màu đỏ nè. Phần hoành độ nó chính là phần màu xanh nè. Đó. Chúng ta quan sát. Như vậy ứng với một điểm M trên đường tròn lượng giác thì xác định ta một cái khung AM. Giả sử khung AM này có số đo là x. Khung AM này số đo là x. Do đó cái góc ở tâm AOM này cũng có số đo là x. Đó. Rồi. Và người ta định nghĩa là gì? Sin của cái góc x này nè. Nó chính bằng tung độ của điểm M. Nó bằng tung độ của điểm M. Đấy. Sin của góc x bằng tung độ của điểm M. Rồi. Cái định nghĩa thứ hai là gì? Cos của góc x này chính là hoành độ của điểm M. Chính là hoành độ của điểm M. Như vậy, lúc này cái điểm M có hoành độ là 0,59. Như vậy là cos của cái góc x này nó chính bằng là 0,59. Đấy. Nên chúng ta đã nắm được cái định nghĩa sin của một góc và cos một góc hoàn toàn dựa vào tọa độ của cái điểm M, đúng không ạ? Rồi, chúng ta qua cái phần tan. Thì tại cái điểm A này, chúng ta dựng một cái trục AT. Dựng một cái trục AT. Vuông góc với cái trục OX. Thì với một cái điểm M cũng nằm trên cái đường tròn lượng giác, nó mở chúng ta một cái góc có số đo là x. Có số đo là x. Thì cái đường OM này nó sẽ cắt cái trục AT. Nghĩa là trục nha, có thể là cắt phía dưới này. Cắt trục AT tại cái điểm T. Cái điểm T này nó cũng có tọa độ tương ứng của đó. Chúng ta thấy là để tìm hoành độ của điểm T này, chúng ta chiếu vào cái trục hoành. Vậy là chiếu vào ngay A. Như vậy chỗ này chính là 1, đúng không? Hoành độ là 1. Đấy, điểm T có hoành độ là 1. Ta chiếu vào tung độ. Đó, chiếu vào tung độ, ta chiếu vuông góc vào. Thì lúc này tung độ của nó là 0,68. Đúng nhỉ? Và người ta định nghĩa là gì? Tan của cái góc x á chính là tung độ của điểm T. Tan của góc x chính là tung độ điểm T. Tung độ điểm T. Mà tung độ điểm T bây giờ là 0,86. Đó. 0,86. Mà tung độ của điểm T chính là cái độ dài đại số A, AT này, đúng không ạ? Ta kẻ vuông vào đây nhá. Thì cái đoạn bên đây với đoạn bên đây là như nhau, đúng không ạ? Rồi. Như vậy thì thầy nhắc lại lần cuối là gì? Tan của góc x là chính là tung độ của điểm T, đúng không ạ? Tung độ của điểm T. Mà điểm T chính là giao điểm của cái đường O, OM và cái tia AT. Cái trục AT nhé. Rồi, tiếp. Chúng ta qua cái phần là cotan của góc x.
Tại cái điểm B này chúng ta dựng một cái trục BS ứng với một cái điểm M trên đường tròn lượng giác thì nó cũng mở cho chúng ta một cái góc, xác định một cái góc X nha. Thì giao điểm của cái đường OM và cái trục BS này nó cách nhau tại tại S. Thì cái định nghĩa cung tan của góc X này nè chính là bằng hoành độ của điểm S, chính là hoành độ của điểm S. Muốn tìm hoành độ thì nó chiếu vào trục hoành. À, thì trong cái trường hợp này chúng ta thấy cái điểm S nó có tung độ luôn luôn là một đúng không ạ? Ta chiếu vào đây thì chỗ này chính là một đúng không? Đây là đường tròn lượng giác có bán kính bằng một nha. Và hoành độ của nó, muốn tìm hoành độ này nó chiếu vào trục hoành thì đây nó khoảng không phẩy mấy, ở trên đây nó hiển thị là 0,64 đây. Đấy. Và hoành độ của nó chính là độ dài đại số với S luôn, đúng không ạ? Tại tại sao gọi là độ dài đại số? Chỉ có thể nó âm hoặc nó dương nhé. Ta thấy nó qua bên đây thì nó ta di chuyển điểm M đó qua đây thì cái thằng B BS này là âm đúng không nhỉ? Đó rồi chúng ta đã nắm được cái các cái khái niệm về giá trị của tan sin có tan cotan ở phần lớp 10. Đây là cái cơ sở mà để chúng ta nắm cái phần hàm số nhé. Đây, đây là cái hình tổng thể thôi nhé. Muốn có một điểm M, muốn tìm sin thì đi tìm tung độ của điểm M, muốn tìm cos thì tìm hoành độ của điểm M, muốn tìm tan thì chúng ta kéo dài cái đường OM nó cắt cái tia AT tại T nhé. Tung độ của điểm T chính là tan của góc X, tương tự như vậy trên đây hả. Chúng ta xem lại.